Panda. I got broads in Atlanta. Just took me in the family. Credit cards and the scammers. Hitting the licks in the band. Legacy. Hi, xin chào tất cả các bạn nha. Đã trở lại với kênh Trần Bảo Bảo Vlog của mình nha. Hôm nay mình có mua một cái quà ở trên Lazada. Nó sẽ mới ship lại cho mình cái đồng hồ mình mua thử thôi. Có nhiều người nói trên Lazada có ở mấy cái món hàng bán thì nó không được ok cho mấy. Mà mình thử coi mua để coi bữa nay khám phá coi cái món đồ mình mua coi có giống y chang trên hình không, món đồ mình mong muốn không nha. Giờ mình bắt đầu mình khui ra coi thử nha các bạn. Đây. Đồng khui nha các bạn, coi đổi nó có theo muốn không. Đây. Mình này. Muốn rất là kỹ các bạn. Down, try to keep me down, but I'll put the flame out. You can't get to me. Throw your sticks into stones. Go break all of my bones. You won't make my soul. Get to me. Đây các bạn, nãy giờ trong cái bịch nào này, đó tôi tháo ra được cái hộp này, tôi mua để tôi coi thử rồi, coi nó có giống trong cái lời đồn coi trên mạng có nhiều người ta nói là mua ra xong á xài không có được, rồi giờ để tôi có mua một cái trên mạng để tôi coi nó như thế nào, đó để tôi coi nó như thế nào, coi có giống không, để tôi khui ra nha, các bạn coi, các bạn với cùng tôi coi nha. Push me down to the ground. What goes around comes around. You won't put the flame out. You can't get to me. Say what you wanna say. Tôi vừa đặt một cái đồng hồ trên mạng các bạn. Đó. Tôi đặt trên mạng. Ừ, lấy này coi. Bạn thấy không? Lấy em mạng còn này. Rồi, cái đồng hồ này. Rất là đẹp. Đây, tôi bỏ ra. Đây. Đó rồi. Đẹp quá bạn. Để tôi đeo vô tay thử rồi. Coi nó hợp với tôi không. Mở sao ta. Đây, ra rồi. Đẹp không? Màu vàng các bạn, vàng đồng đồng á. Tôi không thích màu vàng luôn, hết cho máy tôi thích màu vừa vàng vừa đồng đồng thôi. Đây đó. Đúng đẹp luôn. Quá đẹp luôn bạn chưa? Màu nó rất là đẹp. Và trên đây tôi thấy cái chỗ này bán là thấy là ok á. Cái cửa hàng là gì ta? Để coi coi. Đây là cái cửa hàng mà đây, đây. Để mình coi là quay cho bạn coi mình nó không thấy rõ. Tên là đồng hồ Hoàn Thiện các bạn. Cái này là đồng hồ Hoàn Thiện cửa hàng. Nó rất là ok chính. Tại mấy nay tôi nói chuyện cái giọng nó không được rõ hay gì á. Tôi ho bệnh. Cái này ho khó chịu lắm. Cái vậy đó, tôi không có làm clip ra hoài cho các bạn coi với em. Thì mấy bạn đừng có buồn tôi nha. Cái gì mấy bạn hãy đăng ký ủng hộ cho tôi. Để tôi có thể tôi nghĩ ra mấy cái mà quay cái vlog về mấy món ăn hay là đi đâu đó chuẩn bị. Đây tôi sẽ có một cái chiến với lại với thằng cu em Uvicha, bữa tôi có giới thiệu á, anh em tôi sẽ
đi kiếm đâu đó ngoài cánh đồng sẽ nướng đồ ăn, coi cảm giác nó coi nó có thú vị không nha các bạn. Đây bây giờ cái ông hồn này chắc tôi sẽ cất vô hộp lại để ngày mai tôi đi cắt bỏ mắt đó, tháo mấy khớp mắt này ra nè các bạn đó, để đeo vô cho vừa cái tay nhìn cho nó đẹp. Rồi video mình chắc xin kết thúc tại đây nha. Chào các bạn nha, các bạn nhớ đăng ký và like subscribe cho mình nha. Bye bye, chào các bạn.